nay thì bà con mấy cái dân ma TF nè con. Đây nhất là dân ma TF 160 có hai loại, loại không đề Windows nha. Này Windows đẹp ha, có để có sạc kết hợp luôn nha bà con, chỉ cần mua bình tự động cái ổ sạc thôi, khỏi sao sạc rồi nó sạc cho kết hợp cho máy luôn nè ha. Sản phẩm bảo hành 1 năm nha. Đây tem bảo hành đây Indonesia ha. Muốn là bảo hành con 5 nha. Đẹp ha. Đẹp rồi con. Còn đây là tép mẫu mới tàu đèn nè, 120 nè. 120 nè. 150 nè, tất cả Windows nè. Đây là 90. Đó, đây là dòng TF nè. Giờ 160 đi. Là 16 ngựa. 2400 dòng trên phút. Đặc biệt cái đời của dân ma mà con hết dầu con không cần phải xả bét, cái xả đây, khỏi cần xả, con cứ bẻ nhẹ ở đây tí nè. Không, bẻ nhẹ ở đây tí à. À, khoảng 15 giây là dầu nó sẽ qua đầy đủ. Mà tốt nhất bà con đừng để hết dầu nha, hết dầu nguy hiểm lắm, nó ảnh hưởng đến bơm nè. Với bét nó sẽ mà hao mau mòn hơn. Có đề không đề cũng vậy thôi, chứ khác đề con công sức bằng nhau. Đây, đề đây. Nhân mau nha, chữ nào. Không đề đây, không đề không vậy thôi, chứ khác một đề thôi con. Đẹp không? Thằng mới khỏe rồi con, hư 20 chặt tháng đầu đổi mới thôi. Đây là có đề nè, đẹp ha. Đề kết hợp với sạc là đầy đủ chân nha, mà con khỏi phải lo, hết bình, nhập đường. Đây là 90, 120, 150 đầu đèn nha. Đây 150 là 15 ngựa Indonesia luôn, cũng 2400 vòng trên phút nha. Ở một thể thao nè, kim nè, bộ lạp chắc chắn rồi con, bết bổng rồi chắc chắn kìa. 150 đầu đèn này có thể chịu được lực đập nè, ít có hư đầu đèn lên. Ở đây là 120. Đây là 90. Nhỏ nhất bên em là 90, 120, 150. Đó là mẫu mới, mấy mẫu mà đầu đèn thể thao á. Còn mẫu truyền thống Sina là mẫu này đây, 160. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707.